Hello, xin chào mọi người. Chắc bây giờ mọi người cũng đang chuẩn bị ngủ rồi, và mình cũng chuẩn bị ngủ. Nhưng mà có một cái là sao không hiểu sao dạo này cứ hít khuya không à? Và ngày mai sẽ cố gắng hít vào buổi sáng để có thêm nhiều sức khỏe hơn. Và hôm nay là ngày thứ 31 trong cái chuỗi ngày hít đất của mình đó. Và mình xin mời anh Ngọc Anh là trong lớp CEO 12 của mình đó, và hy vọng anh sẽ hít cùng với em để cho anh em chúng ta có nhiều sức khỏe anh ha. Và hồi nãy mình có đăng cái tin là đầu tư, cái hội đầu tư á, thì rất là ngạc nhiên là có bốn anh chị, hai nam hai nữ, để nhắn tin với mình hỏi về cái đầu tư như thế nào. Vậy và nếu mà anh chị vô tình đọc được tin nhắn đó thì cần xem video này, thì cứ inbox cho mình rồi hẹn cà phê như thế nào đó đó, hoặc là mời tới công ty hoặc là nhà mình để chúng ta cùng bàn bạc về cái đầu tư này. Nói chung là chẳng có cái gì khác ngồi đầu tư bất động sản là mang lại lợi nhuận cao nhất thôi. Chứng khoán thì mọi người cũng biết rồi, cái thị trường nó ở Việt Nam mình thì nó có một cái số cái mà mình không nói ra đây được. Nhưng mà bất động sản thì ok, cứ mua để đó đi, mua cái tốt xíu, pháp lý ok, vị trí đẹp, giá phải chăng, để đó trước sau gì cũng lợi ít hơn lời nhiều thôi, ok nhá. Bây giờ tới hít đất. Tôi hôm là trước khi ngủ là quay cái view này thì thấy nó tự nhiên nó sáng, nó đẹp, ok. Bây giờ quay lại tiếp. Mình ngày trước là mình kinh doanh nhiều cái lĩnh vực lắm, nhưng mà cũng có cái nói chung cũng kiếm được tiền, nhưng mà nó mình có cảm giác cái tương lai xa nó cũng chẳng đi về đâu. Làm riết là mình phải thừa nhận là chỉ có bất động sản là nó giúp chúng ta đi xa, đi nhanh và vô cùng bền vững đó. Và nếu mà ai đó, anh chị bạn bè nào biết mình thì cũng biết là cái con đường của mình nó đi nó trong gai, nó vất vả như thế nào. Nhưng mà tới giờ ngày hôm nay mình nhờ đầu tư vào bất động sản, nhờ vào phân phối dự án đó, và mình đi lên tới giờ phút này. Ok, tiếp tục nha. Mỏi 10 cái nữa. Và có rất là nhiều người hỏi mình hiện đất có khó không, có mệt không. Vâng, xin thưa rất là mệt nhưng không khó. Nhưng mà sau cái đó nó rất là khỏe. Và cũng có nhiều người hỏi mình đầu tư bất động sản có dễ không. Xin thưa không khó cũng không dễ, nhưng mà nếu dễ thì mọi người làm hết rồi, không tới lượt các bạn ha. Mình nếu khó thì nó không hẳn là khó, khó và rủi ro khi chúng ta không có đủ kiến thức
không có đủ kinh nghiệm, không có đủ mối hệ. Nhưng mà với mình, một thời gian có một cái thời gian làm trong lĩnh vực này, và mỗi ngày mày mò tìm tòi đầu tư, và tới giờ phút này mình tự tin mình đam mê và ăn ngủ với bất động sản được rồi, nên là cái tỷ lệ đầu tư mà rủi ro thì nó rất là thấp. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau ha. Đầu tư bất động sản. Ok.